Chào mừng các em đến với trang web loisaihay.com. Hôm nay con rất vui khi tiếp tục để đồng hành và hướng dẫn các em trả lời các câu hỏi trong bài số 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên ở thế kỷ 13, mục Ba La Mã, cuộc kháng chiến lần thứ 3 chống quân xâm lược Nguyên năm 1287 đến năm 1288. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thảo luận số 2 ở trang 63 trong sách giáo khoa lịch sử lớp 7. Nội dung của câu hỏi thảo luận số 2 đó là: em hãy tường thuật diễn biến trận Vân Đồn. Đối với câu hỏi này, các em hãy sử dụng lược đồ cũng như là những thông tin trong sách giáo khoa ở trang 63 để trả lời nhé. Diễn biến trận Vân Đồn đó là: thứ nhất, sự kiện đầu tiên, Ô Mã Nhi được giao nhiệm vụ để bảo vệ đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ, nhưng do Ô Mã Nhi lại chủ quan cho rằng là quân ta sẽ không thể đánh bại được. Do vậy mà Ô Mã Nhi đã tiến về Vạn Kiếp để hội quân trước, bỏ lại đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ ở phía sau. Trước tình hình đó thì Trần Khánh Dư đã dự đoán được tình hình nên đã cho quân mai phục ở trước Vân Đồn. Khi đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ đến thì quân ta từ nhiều phía đã đổ ra đánh dữ dội. Trước sự tấn công của quân ta thì phần lớn thuyền lương của địch bị đắm, số còn lại thì bị quân Trần chiếm giữ. Như vậy là trong trận Vân Đồn, quân dân nhà Trần, đặc biệt là chiếc đoàn quân của Trần Khánh Dư đã giành được thắng lợi. Bài học của chúng ta đến đây kết thúc. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi. Các em hãy truy cập vào trang web loisaihay.com để cùng chờ đón những bài học thú vị tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những bài học sau.